Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4, sách giáo khoa sinh học 12, trang 96 với đề bài như sau. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong chuẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát A. tính chất của nước ối, B. tế bào tử cung của người mẹ, C. tế bào thai bong ra trong nước ối, và D. cả A và B đều đúng. Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể xem lại lý thuyết mục 1.2 Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh, trang 92 và 93 sách giáo khoa sinh học 12. Vậy, chọc dò dịch ối là gì? Chọc dò dịch ối là một xét nghiệm trước sinh giúp cho bác sĩ có thể thu thập được những thông tin cần thiết về sức khỏe của thai nhi từ một mẫu nước ối của người mẹ. Mục đích của thủ thuật này đó là xác định xem thai nhi của người mẹ có nguy cơ mắc phải những rối loạn di truyền nhất định hoặc những bất thường nhiễm sắc thể hay không. Lời giải chi tiết như sau. Về đáp án A, kỹ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát tính chất của nước ối. Đáp án này sai bởi vì người ta không thể thông qua việc khảo sát tính chất nước ối để phát hiện bệnh tật di truyền ở thai nhi. Tương tự như vậy, đáp án B, chọc dò dịch ối nhằm khảo sát tế bào tử cung của người mẹ. Đáp án này cũng sai bởi vì khảo sát tế bào tử cung của người mẹ cũng không thể phát hiện được các bệnh tật di truyền ở thai nhi. Do đó đáp án A, B và D đều là các đáp án sai. Đáp án mà chúng ta cần khoanh đó là đáp án C. Việc chọc dò dịch ối nhằm khảo sát những tế bào thai bong ra trong nước ối mà qua đó chúng ta mới có thể phát hiện được những bệnh tật di truyền ở thai nhi. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 4, sách giáo khoa sinh học 12, trang 96.